Chào các bạn, mình là Minh Thu, lớp trưởng của biên đội lê lội này. Chào các bạn, mình là Hoàng Anh, sao tổ của lớp biên đội lê lội đây. Audio này nhìn ngon đấy. Nhưng mà mình ăn lớp trưởng mình sao đổi biết thì sao? Lo từ dùng kỹ lắm. Còn một cái đã nha. Ui, để tớ ăn nó đã rồi. Tớ ăn. Nhưng tớ tiếng nó, cậu tớ ăn đi. Của tớ mà. Của tớ. Của tớ. Của tớ, cậu nhờ tớ đi, tớ tiếng lắm. Tớ tiếng. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Tớ sẽ báo cáo vì tớ thấy trước. Không, tớ thấy trước mà. Mà thôi, bây giờ tớ sẽ bẻ ra mua nước một nửa rồi báo cô giáo. Nhưng mà tớ đi trước. Ô, tớ đi trước cơ. Nhanh lên, cô giáo biết bây giờ. Ui đã ơi, ngon thật. Không những cô giáo không biết mà nhà mình lại còn được ăn hết cái kẹo luôn. Ngon nhỉ. Tức mặt thôi thật. Suốt ngày cướp công mình. Bây giờ mình phải nghĩ cách để làm nào cho cô giáo vừa cho mình nhắn lớp trưởng, vừa làm sao đó cắt chức bạn Thu luôn. Cậu muốn tớ làm đồng minh của các cậu không? Thế nhưng mà bọn tớ phải được cái gì? Tớ sẽ cho các cậu ăn quá trong giờ thoải mái luôn. Tớ mạnh của giáo đâu. Nhưng mà điều kiện đây đây cậu. Ok nhá. À tớ hiểu rồi. Ok nhất trí nhá. Nhất trí. Các bạn ơi, bây giờ mình đi đi pha một miếng mì tôm mình nha các bạn nha. Lớp trưởng lớp mình rất thích ăn mì tôm luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ pha cho lớp trưởng thèm luôn các bạn ạ. Vậy là mình đã bổ xong rồi dây để vào chân lớp trưởng các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dừng lớp trưởng các bạn.
Và nếu như các bạn nào có ý tưởng hay thì hãy comment ở phía dưới để bọn mình còn làm cho các bạn.